bạn nha. Nay thăm bãi Gắn và thì dẫn mấy bạn vô thăm cái bãi đầu tiên của mình luôn nha. Giờ bay qua mương nè các bạn. Tạm ngưng cái nha các bạn, để bay nó lắc màn hình. Rồi, vô thăm cái bãi đầu tiên luôn các bạn. Đây các bạn. Rồi, nhảy ghe luôn nè. Chụp nó tiêu ta. Bắt được chục con luôn các bạn. Rồi, thăm ngưng đi tiếp nha các bạn. Ôi, hồi nãy thăm hai cái không có các bạn. Vô cái này thôi các bạn. Tuốt trong đó các bạn. Rồi thấy chú chuột còn nguyên các bạn ơi. Ghê luôn. Chuột chạy ra chạy vô luôn các bạn. Rồi tạm ngưng nha các bạn. Rồi đấy mẹ ơi. Đấy các bạn. Cái bẫy này bị dính rắn bị bắt hả? Chắc cũng quen mấy quý bạn này bắt nhậu giục cái bẫy rồi. Còn cái này còn dính con lông hành. Con hổ hành mới lấy ra các bạn. Nhỏ nhỏ không có bự. Đây bạn. Nó bự hung mà. Nửa ký quá. Đó nè. Này mà chắc nửa ký quá nè. Đi nãy giờ nắng rồi chết. Rồi cái bẫy này thấy bắt rắn mất tiêu, chuột mất ráo. Vũ cái bẫy sạch sẽ luôn. Thăm cái bẫy này dính được em chắc nửa ký quá. Tạm ngưng nha các bạn, bắt bỏ cho bao vô chuột lại đặt hai cái bẫy này nha các bạn. Chỗ này mình không dám nói lớn, chuyện lớn mấy bạn thông cảm nha. Tạm ngưng nha các bạn. Rồi tới cái bẫy tiếp theo nữa các bạn ơi. Mới giờ lú cái đầu vô, giờ mình thấy cái đầu nó kẹt đầu các bạn. Các bạn thấy kẹt đầu không? Thấy luôn. Đây, trời ơi, con chuột còn nguyên luôn các bạn. Chưa xử được chuột luôn. Gắn là kẹt đầu các bạn. Hên quá. Thôi tạm ngưng xử lý cái nha các bạn. Ca này khó các bạn. Cái đầu cũng bự chà bá luôn. Nông ra đỏ ao luôn các bạn. Hổ hành đỏ ao luôn các bạn. Rồi tạm ngưng chút xíu nha các bạn. Đây các bạn, mới mở ra được xong rồi các bạn. Này nó bị chuột xử cái lưng xương sống hết miếng da, không biết sống nữa các bạn. Xử hết miếng da ngay xương sống rồi các bạn. Biết sống được không biết. Rồi, tạm ngưng bỏ vô bao quá nha các bạn. Xử lý cái bẫy này kìa. Đây chú chuột khóa rồi. Bỏ bẻ miệng hơm nhốt nó lại. Rồi, tạm ngưng chút nha các bạn. Thăm cái bẫy tiếp theo về cho các bạn coi. Rồi giờ lội qua bên cái mương bệnh có cái bẫy bệnh nha các bạn. Đây, dẫn các bạn đi luôn, cái mương này cũng cạn lội đi được. Đi được các bạn. Đây các bạn. Rồi, trong lóc các bạn ơi. Đi, nghe nặng nặng ta. Rồi, nặng đít rồi. Ôi ôi, một cục nữa mấy bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Ồ, sướng sướng rồi, thành cục luôn mấy bạn. Đây, chà bá luôn mấy bạn ơi. Quá ngon. Phải tạm ngưng ra qua bên mương mình bắt cho mấy bạn coi. Ôi ôi, sướng mấy bạn ơi. Chà bá luôn. Bành kỳ luôn. Quá ngon rồi bạn ơi. Vô rồi. Quá đã. Ra em. Ra em chạy ơi. Đủ đâu vô đây. Có thể chìm cửa các bạn. Quá ngon luôn các bạn. Cái đầu nó nè. Chằn dằn luôn.
trời ơi, chung vô đây hoài. Ra quên, sorry cưng. Trời ơi, con tai chim cửa, con tai quay vậy mà mình lắc, mấy bạn thông cảm nha các bạn. Nhồi gà đó bạn ơi, đây bạn, những cái gà nè. Ôi trời, quá đã luôn các bạn ơi, chạy. Ôi ôi, quá xa luôn. Chất lượng luôn các bạn ơi, quá ngon luôn các bạn. Cái này mà thả nó rút vô cỏ cái mất tiêu luôn các bạn. Ngon luôn các bạn, khá đã luôn các bạn. Chà bá luôn, quá ngon luôn các bạn. Hay bạn, rồi thôi thằng Ngân bỏ vào cái mình vô lại cái bẫy này các bạn. Vô lúa là bảy vô chuột hả nhớ các bạn. Đây quá đã, hai con nãy nhỏ các bạn ơi, con này bự chất lượng luôn nè. À, tạm ngưng nhớ các bạn, mới qua tới điểm đây bạn. Đây sẽ thành cái bẫy này rồi, phá chuột. Nghe nó làm có hàng các bạn ơi, gì đây không biết. Ôi con hành mấy bạn ơi, hành nữa các bạn ơi, quá sáng ngon luôn các bạn ơi. Đi ra ngoài bắt các bạn coi nè. Ôi đấy bạn, nó lên tới bờ đê mã này không biết kinh. Hôm nay ngày vô hành nữa các bạn ơi, trúng quả. Ôi ơi, quá xa đã luôn các bạn. À, sướng rồi các bạn. Ôi dễ thương quá. Quá ngon các bạn. Hành nha các bạn. Rồi mới gắn cái chổng vô các bạn. Bắt ngay cho các bạn coi. Ôi ơi, đây. Đây các bạn ơi. Ôi, ra là nó búng rồi. Ôi mất vệ sinh quá, húng quế tứ tung hết rồi các bạn. Bằng hai con đầu nãy các bạn, lớn hơn xíu, húng quế ghê quá. Xuống rửa cái nha các bạn, rồi bỏ vô bao đặt lại bẫy này đi tiếp nha các bạn. Rồi tạm ngưng nha các bạn. Rồi đây bạn, bên này một bao hành nè, quá đã luôn. Bữa nay trúng hàng nè các bạn ơi, nè các bạn, quá trời luôn. Con còn chà bá luôn các bạn ha, sướng rồi các bạn. Đây mà quá ngon luôn nè, chất lượng em này cũng được ngon á. Vô các bạn, bỏ vô đặt sửa lại cái bẫy này đi tiếp nha các bạn. Quá xa đã luôn. Rồi quá đã. Rồi à, tạm ngưng nha các bạn. Thôi các bạn ơi, kết thúc video các bạn ơi. Hôm nãy giờ không có gì hết trơn, chính con hoa hành là cuối cùng luôn. Nay thăm được mấy em hoa hành cũng sướng. Đây các bạn, điểm này là cái điểm bữa trời mưa nè. Điểm bữa trời mưa mình về quê với con chồn. Cái điểm này mình bắt ba con chồn rồi nha các bạn. Đấy bạn, cái đường cây này nè, mình bắt ba con chồn mà. Thì ở trong cái hàng cây nè, bên kia là kinh mấy bạn. Rồi để review mấy con gắn lại cho các bạn coi nha. Này thăm được mấy hành cũng ngon các bạn, quá trời luôn. Lần đầu tiên bẫy dính khủng khiếp các bạn, quá đã luôn. Đây bạn, con này khủng nhất nè, sướng luôn, cầm quýu tay luôn.
Rồi bắt nó chơi nha mấy bạn coi. Để bắt ra chơi nha, coi nha, chơi nha mấy bạn, cho đã. Ôi trời, chất lượng rồi các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Khủng luôn. Này vô nhất chắc luôn các bạn ơi. Này nhất chắc luôn à. Còn giữ. Giữ ve luôn. Mình nó có thẹo vậy các bạn. Hay cái bớt gì đấy không biết. Ngay cái đầu có cái bớt hay gì các bạn. Có cái bớt hay gì ngay đây các bạn. Ngay đây nè. Ôi quá sướng. Chà bá luôn các bạn. Ngon các bạn. Sướng sướng nha. Để bắt con khác nha các bạn coi nha. Rồi con có thẹo có lưng nha các bạn. Chuột tấn công nha các bạn. Chuột dứt anh hết miếng lưng nè. Dứt hết miếng thịt nè các bạn. Xui xẻo rồi. Anh này bị xấu số rồi. Ăn đường chuột mà cái kẹt cái đầu phụ. Phụ đầu. Đầu như chằn dằn thật lực luôn. Đầu anh đơ rồi các bạn. Này được. Như đây các bạn. Ngon nha các bạn. Quá sướng rồi các bạn ơi. Chắc được 2 kg hơn các bạn ơi. Này chắc được 2 kg. Này hơn 2 kg khỏe các bạn ơi. Ngon nè. Nội em này không mà cũng 8-9 lạng rồi các bạn. Khủng nè. Rồi thôi xin kết thúc video đây nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Ngày mới làm một công việc đều thắng lợi nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Chúc mấy bạn thành công nhiều trong cuộc sống nha. Bye.